ca là thấy chúng đồ đó có bìa bên đó cũng có sáp vậy. Nên chúng mình bên đây bên đó 4 mà. Ừ. Cái đó thì cái đáp 4 á. Có đẹp chính nè. Chào cả nhà nha. Kia bên kia quẹo càng nghĩa bên kia cỡ lít tâm giang, còn số anh em nữa đang xuống tới. Mình đi khu này là khu của ấp Xóm Mới, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Phải ấp Xóm Mới ông Trang? Xóm Mới à? Kia cả bị bà không nhớ bị bà đúng em dạ, ông chửi là mày em quẹo cho ông chửi đang ngó hoài vậy ao mấy bên đi em biết ao nữa luôn bộ đâu không thấy gì đâu nè cặp này đó. Thì anh Giang anh phát hiện cái dấu lết ở dưới mé ruộng mà chưa xác định được dấu cá hay dấu rắn. Ông không trong cây đó có chắc hả? Ừ, chắc rồi. Ngồi ông sát đầu ngồi ơi có bị dính rắn dịch đứt lưới không rắn gì bự dữ vậy. Hư đây, hư bỏ được, bỏ ở dưới mình có gì anh ca, bỏ nào bỏ, vậy là bỏ, chết mò. Cậu đi, ơi để đó cho ta đi, để đó. Cái này là quấn lại này nè, mở kẽm này qua quấn lại trổ lên đó luôn này. Vô không được mới nhỏ nữa hả? Ừ, cái đầu nó cũng được. Đúng rồi. Y như mới luôn. Rồi. Xong, mới khinh khúc, không sao đâu. Hết xài ở đây ra. Hai cái ngồi nhìn nó lạ lạ.
Dạ. Chỗ đó luôn. Chỗ này, khu vực này có con rắn nè. Người ta giăng lưới nó sảy, tầm lại thấy phát hiện. Giang đào mấy hang nãy giờ luôn phát hiện dấu luôn mà không bắt được nữa. Đi. Trắng không ăn sao được. Cùng luôn hả? Dùng chuột nóc trời. Con rắn, con rắn mới lết thì chưa bắt được nữa. Chuột nóc đít nè, nóc đít nè. Chưa có duyên bắt được nữa. Quần bấy bá lên mấy cái dàn hang ở cái gòn được luôn. Không biết gió lại trời. Rồi, lại thêm cái hang cùng nữa. Mềm hết ngon rồi. Dừa dừa mới ngon. Còn nó chín nè. Cái mà chín quá nó có bị con sâu dòi trong á. Dừa thôi, ăn mấy cái ổi này thì dừa thôi. Đây nè. Vậy mới ngon nè. Mới lột luôn hả? Mới lột. Mập lúc luôn. Mập lúc luôn. Là con khúc già. Ừ, nó thun thun lại nè. Thun thun lại, nó không có kéo dài ra. Dân nó vậy là rắn rất là mập. 8 lạng gì? 8 lạng ký. Không lẽ nó quằn ở dưới. Chắc nó vậy. Khoan. Trời ơi, gì mà kiếm ra nó ta. Mình đi sớm chứ đâu, đi trễ đâu. Được, được. Thế nào lát kiếm ra nó hả? Có giống ngựa vậy, có ra. Trắng không? Ăn. Hỏi hoài, sáng giờ hỏi nhiều lắm rồi. Có là bệnh gian rưỡi. Không thấy cái gì hết. Cái da, đem da về hầm. Hay là cái da được mấy miếng ta? Hay được 2 miếng. Có người ta sinh da nhiều lắm rồi sao họ không liên hệ lại ta? Họ sinh, họ sinh nhưng mà
khi mình gửi rồi cái nhờ nhắn tin lại để lấy cái địa chỉ mà không thấy nhắn tin, không biết địa chỉ đâu mà gửi. Nó rắn đầu bự vậy kìa. Gì? Rắn đầu bự đâu? Ê. Cái gì? Đâu? Bỏ vô đây. Bỏ đâu? Nhỏ. Khoanh đâu rồi? Nằm thông đi lên. Rút đi rồi. Rút mất rồi. Ê, còn thấy còn thấy. Sao? Nằm bên đó không? Lấy cái đèn ra lít. Còn thấy không? Còn. Còn. Còn mấy thấy không? Mấy thấy không? Rồi vô rắn á, rồi vô rắn. Hả, nghe rắn á. Còn trong máy đâu thấy đâu ta? Nào nghe bảo nó nha ca đào ngay xuống cái chuyện đứt đó đó. Đúng rồi, đúng rồi, anh chơi đúng rồi. Chơi ca bảo đó. Đây này, đúng đi rồi. Con qua đây đi. Rồi. Ra chưa? Hả? Thấy đèn đây. Thấy đèn qua đây. Nó chạy đâu vậy? Nó. Con qua đây đi mất đi. Táp táp cái dữ ghê không? Thôi kìa, táp à. À không. Chọn đi, cái đầu lúc qua đây đi, chọn đi. Ra này. Hết chạy. Đồ cơm. Mấy lạng? Nửa ký. Cái gì? Nửa ký. 0,5 kg. Đi kiếm nó lên nè. Thôi đi nhiên kiếm nó lên nè, buông nó đi. Đây dân ca bắt. Ui tôi hết bắt rồi. Sợ rồi hả? Trời, sao lạng vậy? Từ bao rồi hả? Trời ơi, bao dữ vậy? Nhẹp. Bao 35 luôn. Nhẹp nhẹp. Đồ đó. Đúng. Hai mắt chọn chắc. Tốt cho anh em. Sáu trăm sáu mươi gram. Con nè. Trời ơi, con rít. Yeah. Con cạp rộng như giá. Con rít. Con rít. Trời ơi. Cái gì vậy? Xong rồi hả? Ừ. Nước dậy rồi tắm. Nó trời được mấy ngàn á. Dạ, túi đó với bụng này. Vô. Vô luôn. Trời ơi. Về ngâm mới dân ca. Ngâm giấm. Ngâm ăn không ngon. Thấy tầm nó ngâm ăn ngon lắm. Bỏ vô dạ. Bậy ngâm nước mắm ăn ngon lắm. Nước mắm đó. Mấy trái đỏ đỏ. Chín vậy ăn không có ngon, hết ngon rồi. Sao đi hư vậy rồi. Vậy nè rồi. Cắn bập mới đã. Cứng ăn mới đã.
này còn cứng nè. Đâm muối ớt ăn cũng nhìn thấy cũng hấp dẫn. Nhìn xanh màu. Thầy cũng hai nè, tinh đi rồi cũng muốn hai. Để ớt mình thấy là muốn hái à. Trong các trò đỏ đen, thằng ghiền ham bóng banh, còn thằng chơi xa dài, còn tao ham số đề, khiến tao tìm mây mà từ đầu quay quay. Tiếp tục hái ớt hoài vậy. Ẩu qua rừng hái chòm qua rừng mà về trao một. Nãy nay mình bắt được con rắn ở mấy gốc trên này. Xa xa trên đó nè, 660 gram. Số ký y chang như rắn hôm bữa đi Tân Thành hả? Mà cái màu nó hơi khác tí thôi. Tân Thành hay Tân Phước? Tân Phước. Bữa chú Sáu á. À, Tân Phước. Hôm qua rừng. Thơm quá. Trái không được nhiều ta. Hai đọt nè. Đang hai trái. Trái hai. Bị người ta hái hết rồi. À, này ngâm nước trên nước đá thay. Nghe học luôn hả? Ừ. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại. Nhai luôn. Tạm biệt cả nhà. Này không được xuống mã nguyên vàng đang không hết. Nguyên cái hàng rau luôn. Không có trái này giờ nói. Ủa tâm rồi. Dìu em vào phòng. Tay bóp lung tung, tay kéo quần, tay lột đồ. Sao bó lung tung anh hồi nàng cái con dây đây. Em nói không phải con rồ lông. Có là con đại bàng. Thánh chế.